Không biết ở đây có ai giống tôi không? Thông thường khi mà tôi mua một cái món gì đó để tôi trang trí nhà cửa hay là tôi set up cái góc máy vi tính của tôi á, tôi sẽ dọn hết nguyên cái chỗ làm việc của tôi luôn. Cũng khó mà nói với các bạn sao, chứ là tức là mình muốn là khi cái đồ mới về thì mọi thứ nó được sắp xếp lại từ đầu, biết là trong quá trình mình sử dụng nó sẽ bừa ra, nhưng mà ý là mình vẫn mong muốn là mình sẽ dọn như vậy đó. Cái mà tôi mua là cái này nè, Elgato Facecam Pro. Lúc trước khi mà mình livestream build bàn phím á, thì mình sử dụng cái con XT2 và lens 35 để 35.4. Lúc đó mình chỉ có một cái máy ảnh và một cái điện thoại di động mà thôi. Lúc mình dùng cái máy ảnh để mình quay mặt mình thì nó bị overheat. Mình đã có một cái máy ảnh mới để mình quay cái đó rồi. Bản thân mình thì cũng đã tìm kiếm webcam rồi. Mình thấy mấy streamer nổi tiếng mà lương khoảng 3-4 triệu rồi 7-6-7 triệu gì đó rồi cũng xài cái Facecam Pro này. Chỉ là cái studio của tôi mà nhà cửa tôi cũng vậy. Hồi lúc trước mà lúc mà tôi mua một cái tủ lạnh mới, tôi cũng dọn nguyên nhà bếp. Hay là tôi chỉ mua một cái tủ có nhỏ xíu thôi mà hai vợ chồng tôi dọn nguyên cái nhà luôn. Lúc mà mọi thứ đều thoáng hết rồi, khi tôi xếp đồ vô á, tôi mới thấy được là cái đồ đó nó có phù hợp với cái góc đó hay không, hay là nó phải nằm ở chỗ khác. Nó kiểu như vậy. Bữa tôi có làm Instagram rồi. Đó chính xác, cái webcam giá 10 cũ đó các bạn. Chúng ta sẽ có cái facecam ở đây. Ta có một cuốn sách hướng dẫn của Elgato, một sợi dây cáp và một cái đế. Cái này để các bạn bỏ lên trên cái màn hình nè. Nếu như các bạn hỏi cái con này thì nó khác gì so với lại của con Logitech, thì con Logitech nó sẽ có cái Hello Window, tức là các bạn có thể mở khóa bằng gương mặt được. Còn cái con này thì không, nó chỉ là một cái webcam với chất lượng cao 4K 60fps nha. Chúng ta sẽ gác nó lên trên cái kệ này của cái màn hình. Đó, nó sẽ cứng như vậy luôn nè. Các bạn sẽ thấy cái webcam nằm giữa đi ha. Còn cái đèn màn hình của mình, thôi để mình sẽ gấp cái đèn màn hình xuống. Rồi, một cái đèn màn hình bo cong là được ha. Nó sẽ nằm ngay đây luôn. Lúc mà mình like thì nó sẽ ngay mặt của mình luôn. Cái khung của webcam này nó hay ở cái chỗ này nè các bạn. Đó, như các bạn thấy ha. Đó, nó sẽ bung ra được như vậy. Khi chúng ta set up đúng cái hướng mà chúng ta mong muốn, có thể là từ trên xuống hay là thẳng luôn, rất là chắc chắn nha. Với sự tài trợ của Elgato Việt Nam, mình đang sử dụng hệ sinh thái của Elgato trong các phiên livestream của mình. Mình live YouTube buổi tối với các bạn. Mấy cái đèn hiện tại đang chiếu vô mặt mình đây cũng là của Elgato luôn. Khi mà các bạn xài chung một cái hệ sinh thái á, thì các bạn điều khiển tất cả mọi thứ nó rất là dễ dàng. Đúng, cái lens này đã vậy ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua webcam. Ồ, nãy giờ tôi không bấm quay. Nó có thể thay đổi cái background phía sau, tức là nó sẽ cắt
cái chủ thể ra, nó sẽ thay đổi cái background nó theo cái nhu cầu của các bạn đó. Ví dụ như mình làm cái phòng phía sau làm đó không, văn phòng đồ hành tráng đó, ghê chưa? Ừ. Đây các bạn, focus rất là sáng ha. Đã bao giờ bạn trò chuyện với đam mê của mình chưa? Tinh nóng, một đối tượng hay cạo đầu. Có một cái vấn đề mà khi các bạn sử dụng webcam, đó chính là đôi lúc chúng ta ngại nhìn vào trong cái cam. Facecam Pro có một cái hay, đó chính là nó có cái AR effect. Các bạn thấy con mắt tôi bây giờ đang liếc qua bên đúng chưa? Rồi tôi bấm vô nha. Cảm giác sao? Tức là hiện tại các bạn nghĩ là bây giờ tôi đang nhìn thẳng vô các bạn hả? Không có đâu. Cũng ok, tắt đi phát là bạn thấy con mắt tôi liếc chỗ khác. Bản chất thì các bạn cũng có thể điều chỉnh rất là nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ qua bên lành đang là 5.500 ha. Đó, mình sẽ giảm xuống, các bạn thấy cái mặt mình trắng bóc không? Và đây là Elgato Facecam Pro. Nếu như các bạn đang tìm một cái webcam để các bạn sử dụng thì các bạn có thể tìm hiểu cái Facecam Pro này. Có một cái điểm thiếu sót của Facecam Pro, đó là nó không hỗ trợ Hello Window. Đây là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Mình hy vọng là các cái sản phẩm này trong tương lai nó sẽ được nâng cấp lên, chúng ta tiện chúng ta mở khóa bằng khuôn mặt cho cái PC của mình. Ta không thể nào mà có một cái sự gọi là ta yêu cầu là nó phải ngang bằng một cái máy ảnh cả. Cái cảm biến của nó khác nhau hoàn toàn. Đôi lúc nó còn bị ảnh hưởng bởi cái lens nữa, cho nên chúng ta sẽ có một cái mức độ nào đó cho cái sản phẩm của mình đang sử dụng mà thôi. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng tất cả những cái hệ sinh thái của Elgato, các bạn dùng các loại đèn của Elgato, các bạn dùng webcam của Elgato, các bạn dùng cái Stream Deck để các bạn điều khiển hết tất cả những cái thứ đó, nó sẽ dễ dàng hơn trong cái quá trình mà các bạn làm việc, các bạn livestream game, các bạn dùng để các bạn quay phim review. Video hết rồi. Bà mình là giáo heo. Mình có gì? Mình khoe đó. Ngon ha. Cơm chó, cơm chó.